Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sangha Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sangha Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati ma ta ve ramani sikha badang sama diyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinnadana veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana vechamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya veramani sikkhapadang đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Aparamacariya vechamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada veramani sikkhapadang đệ tử nguyện với Musawada veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada vechamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura Về Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me jayamachapamadathana we chamani sikha padang samajiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapu-jana-ve-ramani-sikha-banang-samha-diyami Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapo-channa-ve-chamani-sikha-padang-samajiyami Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchā-gītā-vāditā-visu-kadasana-mālā-gāntho-thē-bhātā-dhāra-nam-mandana-vipu-sanāthā-nā Vērāmanī-sikhā-badaṃ-samādhiyāmi Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchā-gītā-vāditā-visu-kadasana-mālā-gāntha-vi-le-pa-nā-thā-ca-nā-man-dana-vi-phu-sa-nā-thā-nā Vērāmanī-sikhā-padaṃ-samādhiyāmi Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Occa-sayana-maha-sayana Vērāmanī-sikhā-badaṃ-samādhiyāmi Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ucca-sayana-maha-sayana Vērāmanī-sikhā-padaṃ-samādhiyāmi Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang-athang-gassamana-gatang-buddha-panyatang-upo-sathang Imang-charatin-imang-chadivasang-sammade-va-a-virakittum-sammadhiyami Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạt quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atthasikha badane ubosi valasena iman charaten iman chadivasang sa tukang katoa apamadena sammarakhitam bang Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dữ vui. Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành. Sīlena suttaṃ yanti, sīlena phokkhasambara, sīlena nippottaṃ yanti, tasmā sīlaṃ visuddhayē. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thú lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật
Tát thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Rava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha nu bhavena sana sati bhavan tu te Rava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata samana hamma nu bhavena sana sati bhavan tu te Rava tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa sangha nu bhavena sana sati bhavan tu te Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ca sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Nhà sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thai kính cảm ơn cô Huệ Ngọc. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Vê Ngọc đã thay mặt đạo tràng để thọ giới ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin điện khuyết cho tri chúng ngày hôm nay để hôm nay thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 44, phần tổng lược tiểu kinh Phương Quảng Châu La Quê Đan La Xuất Tá, phân đoạn từ 203 đến 212 sẽ được Đại Đức Pháp Tính và Chư Tôn Đức giảng giải. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Chú quý vị,
Hôm nay chúng ta có một bài học tương đối rất là đặc biệt ở trong giáo trình Trung Bộ Kinh. Chúng ta không có học một bài kinh mới và cũng không học bài kinh cũ, mà chúng ta trở lại để có cái nhìn toàn bộ về bài kinh mà chúng ta đã học trong suốt tuần lễ vừa qua, đó là tiểu kinh Phương Quảng. Gọi là tiểu kinh nhưng thật ra bài kinh này cũng tương đối dài và ghi lại đối thoại của giữa Thánh Ni Thamadina và Thị Nam Visakha. Thưa quý vị, trong đối thoại này, chúng ta có thể thấy được rằng người đặt câu hỏi, tức là Thiện Nam Visakha, quả thật là một người có chiều sâu. Một người không có chiều sâu thì câu hỏi sẽ rất là cạn cợt. Và Thánh Ni Thánh Đâm Thamadina rõ ràng là một người có tu chứng, nên câu trả lời rất là xác thực. Và sau đó khi mà Thiện Nam Visakha đem toàn bộ cuộc đối thoại lặp lại cho Đức Phật nghe, thì Đức Thế Tôn Ngài đã nói rằng nếu câu hỏi được hỏi với Ngài thì Ngài cũng trả lời như vậy. Thưa quý vị, ở điểm này khi mà chúng ta đi vào nội dung của bài kinh thì có một điều dễ dàng để thấy, đó là bài kinh này mang ý nghĩa không phải chỉ có tính cách là thưởng thức, mà thay vào đó là một cái nhìn từ pháp học chuyển sang pháp hành, pháp thành. Và sự liên hệ giữa pháp học, pháp thành, pháp hành, pháp thành vô cùng mật thiết. Điểm xuất phát, điểm khởi đầu của hành giả đó là đặt lại cái nhìn về bản thân của mình. Tôi là ai? Và thứ gì, không phải đi tìm cái tôi. Và hành giả sẽ xem thử cái ảo giác, cái ảo tưởng về cái tôi của mình như thế nào. Và từ đó chúng ta đi xa hơn. Thưa quý vị, trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng tôi đặc biệt là thỉnh Đại Đức Pháp Tính về giảng sư của chương trình giảng về một ý nghĩa sơ khởi, đó là khi chúng ta đi vào sự tu tập, cái ảo giác về tôi, về ta đó cần được tháo gỡ như thế nào. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Và tính Đại Đức Tính trong vòng nửa giờ hay 45 phút nói về điểm này. Và phần còn lại thì chúng tôi cũng như Chư Tăng, lát nữa nhớ Thiền Tọa Từ Siêu vào thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thiền Tọa giảng thêm. Bây giờ thì mời quý Phật tử nghe lại toàn bộ chú thích của bài kinh này. Rồi chỉ chú thích thôi, chúng ta không đọc chánh văn ngày hôm nay. Và sau đó, đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thiền Tọa Đại Đức Pháp Tính nói về thế nào là nhận thức về bản thân. Xin quý vị đọc cho phần chánh kinh. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Hoan Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin đọc phần chú thích tổng lược kinh, tổng lược tiểu kinh Phương Quảng, Chu Lát Quê Đan Lát Xuất Tá. Nam cư sĩ Vi Sa Khá
Đến vấn đạo Ni Sư Thammadina. Những câu vấn đáp khởi đầu tự nhận thức bản thân cho tới cứu cánh giải thoát. Những câu trả lời sau đó đã được xác chứng bởi Bậc Đạo Sư. Bài kinh này được giảng đã chia thành nhiều phân đoạn để có thể đi sâu vào từng ý nghĩa quan trọng. Vì vậy rất cần để đọc lại ý nghĩa của bài kinh một cách toàn bộ. Mỗi câu hỏi và câu trả lời đều có liên hệ mật thiết với những phân đoạn khác. Một câu hỏi mà người học nên tự đưa ra, điều này có liên hệ quan trọng thế nào đối với những điều kia? 203. Nhận thức tự thân. Tự thân hay sự hiện hữu của mọi chúng sanh là sự cấu thành của năm uẩn tưởng hành thức. Năm uẩn tập khởi từ ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Chấm dứt khác ái là tên gọi của Niết Bàn. Bát chánh đạo là hành trình dẫn đến giải thoát. 204. Nhận thức sai lạc về tự thân hay thân kiến. Thân kiến không đơn thuần là một quan niệm mang tính lý luận suông, mà đó là sự chấp thủ sai lầm tạo nên bao hệ lụy. Đó là một kiết sử, sợi dây trói buộc. Ngay cả một người hiểu được Phật pháp nhưng chưa chứng thánh quả vẫn chấp thủ thân kiến. Đó là kiếp chấp vốn sâu đậm trong tâm khảm của mỗi chúng sanh. 205. Bát chánh đạo hai đạo đế. Bát chánh đạo hai con đường giải thoát có 8 chi phần là làm được tác thành do duyên hữu vi nhưng vẫn đến niết bàn vô vi. 206. Tương quan giữa chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Đây là một vấn đề tương đối chuyên biệt về pháp hành. Định là hiểu, là nhất tâm hai tập chú vào một điểm, bền bỉ với đề mục tập. Bốn niệm xứ là định tướng hai cơ sở của định. Theo sớ giải thì chữ Samadhinitta có nghĩa là nền tảng của định chứ không phải là biểu hiện tướng của định. Chánh tinh tấn là sự tư cụ của định, vì chính pháp này phân biệt và sàng lọc thiện, bất thiện. Riêng sự lặp đi lặp lại gọi là tu tập định, giải thích tại sao trong quán có chỉ. Chánh niệm là quán, lặp đi lặp lại tạo thành lực của chỉ. 207. Sự hiện hữu của thanh tâm trong cái nhìn của thiền giả. Sự hiện hữu hay sự sống được bắt mạch qua ba hành: thân hành, khẩu hành, ý hành. Ba hành này được nhận diện ở mức độ tế nhị của đời sống qua cái nhìn của thiền giả. Hơi thở là thân hành, tâm và tứ, hướng tâm và gắn kết. Thuộc khẩu hành, thọ và tưởng, cảm giác và nhận thức là ý hành. 208. Diệt họ tưởng định. Những vấn đáp sau đây tương đối là một mô tả khúc chiết về diệt thọ tưởng định. Theo A Tỳ Đàm và sớ giải thì diệt thọ tưởng định là trình độ thiền cao nhất chỉ có thể nhập được bởi vị thánh tam quả A-na-hàm hay tứ quả A-la-hán với sự thuần phục cả 8 tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Sau khi nhập sức mỗi tầng thiền, vị ấy chú tâm vào không tánh bằng sự quán chiếu về chân tướng vô thường, trống rỗng, vô ngã. Sau đó vị ấy tác ý không khởi sanh tâm trong thời gian nhất định, rồi nhập vào thiền phi tưởng, phi tưởng trong khoảng khắc ngắn. Sau đó toàn bộ 4 danh ngưng sanh diệt. Chính do sự khởi theo trình tự mà không có ý tưởng về một chủ thể, chỉ có thể nhập chứ không có người thể nhập. Nên Ni Sư Thammadina mô tả là vị ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đang đứng
Hai, tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định. Hai, tôi chứng nhập diệt thọ tưởng định. Vì rằng tâm của vị này trước đã được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Như trường hợp một nghệ nhân làm nên một tuyệt tác, trong lúc ấy chỉ nghĩ đến nghệ thuật mà không bận tâm sự khen chê, thành bại, vân vân. Khẩu hành, tầm, tứ, việc ở nhị thiền, hai tam thiền theo A Tỳ Đàm. Thân hành, hơi thở, không còn trạng thái tứ thiền hay ngũ thiền theo A Tỳ Đàm. Tâm hành, thọ, tưởng, ngưng ở việc thọ tưởng định. 209. Cảm thọ qua cái nhìn của thiền giả. Câu hỏi của Thiện Nam. Câu hỏi của Thiện Nam. Quý Sa Khá, mới nghe như lạ tai. Đối với lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối với bất khổ, bất lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Nhưng kỳ thật là một câu hỏi đào sâu về cảm thọ. Cảm thọ và sự liên hệ với phiền. Chữ tùy miên ở đây có nghĩa là khả năng khiến sanh khởi. Đối với hành giả tu tập thì lạc thọ có thể tạo nên tham tùy miên, khổ thọ có thể tạo nên sân tùy miên, bất khổ bất lạc thọ có thể tạo nên vô minh tùy miên. Gọi là có thể có nghĩa là không nhất thiết luôn là vậy. Tham, sân và si đối với các cảnh thọ được trừ diệt bởi hành giả tu thiền. Ở đây được mô tả khác với cách nói thông thường, vì y cứ trên pháp hành chỉ quán, tham được diệt bởi sự chứng đạt sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Sân được trừ diệt bởi hướng tâm đến sự giải thoát, hoàn toàn giống như một người làm công bị la rầy nặng nề, nhưng giữ được sự điềm đạm thanh thản với ý nghĩ chỉ cần kiên nhẫn, khi có đủ tiền sẽ không còn bị cảnh này nữa. Chữ Tát Đa Gia Ta Na xứ ấy theo sớ giải chỉ cho quả vị viên giác A-la-hán. Vô minh được đoạn ở tứ thiền với xả niệm thanh tịnh, không còn lạc thọ. Sớ giải cũng nói thêm là trạng thái xả niệm thanh tịnh được dụng làm đối tượng quán chiếu để ly tham, xả ly, giải thoát để thành tựu quả vị A-la-hán, chứ không có nghĩa là chỉ có chứng đạt tứ thiền và đoạn tận vô minh. 21. Đối đãi và bất nhị. Tất cả nhận thức các hữu vi đều mang tính cách đối đãi. Matiphaga, ví dụ hiểu được vui là do thấy được khổ, nên hiểu cái thiện. Niết bàn vượt ngoài đối đãi nên được gọi là bất nhị, nên không thể hiểu bằng cách dựa trên tương phản. Đây là điểm rất tế nhị trong Phật Pháp khi nói về Niết Bàn. 22. Đức Phật nói gì về những câu trả lời của Thánh Ni? Đức Phật xác minh hai điểm. Thánh Ni Thammadina là bậc đại tuệ và những gì đã trả lời hoàn toàn chính xác. Nếu hỏi Đức Phật thì Ngài cũng trả lời không khác. Đây là lời khen cao nhất của bậc đại giác đối với một thanh văn thánh đệ tử. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ, bạn chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông đung thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Pháp Tính, từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hai Giá. Sư có nghe được âm thanh con? Con kính nhân mít đến sư. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ.
Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Trí cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thính nữ. Qua phần dẫn nhập và phần đọc về tóm lược của bài tiểu kinh Phương Quảng. Vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu lại một cái giai thoại, là một cái giai thoại. Cái giai thoại này nói rằng là cái đời sống tu tập của chúng ta hay là những cái sự hiện hữu của mỗi chúng sanh, thì chúng ta có một cái sự nhận thức là nó khác nhau. Quý vị thấy rằng có những người người ta đi chùa, có đi chùa, hoặc là người ta tu học cũng có tu học, nhưng mà đôi khi mình chỉ mà xa rời với giáo pháp, thì lúc đó mình sẽ bị vướng vào những cái sự hiểu sai lệch, hay là nói về cái sự hiểu lầm. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có nhiều lúc là chúng ta cũng không biết rằng là cái thân này của mình, hoặc là cái sự có mặt của mình ở trên thế gian này, là không biết là do đâu mà mình có mặt, hay là chắc là tại có mẹ mới đẻ, mới sanh chúng ta ra ở trong cái cuộc đời này. Đó, thì thường thường quý vị thấy rằng hãy mà khi mà mình học Phật Pháp, nhất là mình học về duyên sanh hoặc là dòng thập nhị nhân duyên, thì chúng ta còn có một cái sự suy tư nó theo sát với Phật giáo, hoặc là theo sát với cái lời của Đức Phật dạy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cần mà lơ là tí xíu thôi, hoặc là chúng tôi thấy rằng rất là nhiều người sau cái buổi học đó thì người ta vẫn nghĩ rằng là sự có mặt của mình hoặc là của một cái chúng sanh nào đó ở trên cái cõi đời này là do cha mẹ sanh ra. Đó, thì thật sự ra thì đúng là do cha mẹ của chúng ta sanh chúng ta ra, nhưng mà nó còn những cái duyên khác nữa, nó còn những cái duyên khác nữa. Thí dụ như bây giờ trước tiên nói về vấn đề này, chúng tôi nói rằng là tại sao mà mình không có mặt ở trong gia đình A mà mình lại có mặt ở trong gia đình B, hoặc là tại sao mà chúng tôi không được sanh ở bên Hoa Kỳ, sanh ở bên A, mà không, tại sao mà chúng tôi không phải là người mà da trắng, mà chúng tôi là cái người da vàng đó. Thì nếu mà mình đặt ra cái câu hỏi đó thì chúng ta không thể nào là chúng ta chỉ nghĩ duy nhất về cái sự sanh ra của cha và mẹ. Thì ở đầu tiên là cho chúng ta thấy rằng là ở trong sự có mặt của tất cả chúng sanh ở trên cái cõi đời này là do cái sự, do cái gì nó tác động đến quý vị, do nghiệp nó tác động đến, nghiệp hữu nó cho sanh hữu, hoặc là nói về hành duyên cho thức, có nghĩa là do chúng ta có những cái hành động ở trong quá khứ nó tạo ra một cái đời sống ở trong cái hiện tại này. Và nghiệp hữu có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái hành động của chúng ta ở ngay trong cái kiếp sống này nó cho chúng ta cái sanh hữu, có nghĩa là chúng ta có một cái tương lai mới nữa. Nếu mà bây giờ chúng ta có những cái thiện nghiệp thì chúng ta có cái tương lai mới là ở cõi người hoặc là cõi trời, hoặc là chúng ta là cái người đầy đủ những cái cảm thọ lạc, hoặc là nói chung là nó có đầy đủ những cái sự hạnh phúc. Còn nếu mà ngay trong cái kiếp sống này mà chúng ta có những cái hành động bất thiện nhiều do thân khẩu ý, những cái pháp bất thiện nhiều do thân khẩu ý nó tác động đến,
thì nó sẽ cho chúng ta cái đời sống mới, cái đời sống mới là chúng ta đau khổ. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái bài kinh nói rằng là những cái chúng sanh nào có thân hành bất thiện, thân hành tổn hại, khẩu hành tổn hại, ý hành tổn hại, thì những cái chúng sanh đó sau khi thân ngoại mạng chung sẽ sanh vào cái thế giới có tổn hại. Những cái chúng sanh nào mà có cái ý hành, thân hành, khẩu hành không có tổn hại thì sau khi thân ngoại mạng chung sẽ sanh về cái thế giới có tổn hại. Dạ xin lỗi, là thế giới không có tổn hại. Đó, vậy ngay cái chỗ này đó, là cho chúng ta thấy rằng là cái cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta có mặt ở trong cái đời sống này là do cái nghiệp ở trong quá khứ chúng ta tạo nên, thì những cái nghiệp đó đó mà tại sao mà chúng ta tạo nên những cái nghiệp đó quý vị? Những cái nghiệp đó là do vô minh, do nó tham ái, do vô minh, do tham ái rồi mới có những cái hành động mà chúng ta gọi là cái nghiệp, thành ra nó mới cho chúng ta có cái kết quả là như vậy. Vậy thì nếu mà nói về chúng sanh hoặc là nói về chúng ta, là nói về những cái danh từ chế định để cho mình hiểu, mình hiểu được là cái người đó như vậy, cái người đó tên như vậy, cái người đó mập hay là ốm, cái người đó là cái người da vàng hay là cái người đó là da da trắng gì đó, vân vân, thì mình dùng những cái ngôn từ này, những cái danh từ này để làm cho cái tâm của mình hiểu hoặc mình phân định. Cũng như quý vị thấy rằng đối với ngày giờ cũng vậy, ngày giờ mà được quy định để chi vị, để cho chúng ta biết rằng là cái giờ nào là cái giờ làm việc, một ngày chúng ta sẽ chia ra cái giờ nào là cái giờ mình làm việc, cái giờ nào là cái giờ của mình ngủ nghỉ, cái giờ nào là của mình để sinh hoạt cái chuyện này hoặc là sinh hoạt cái chuyện kia. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở thế gian người ta hiểu ngược lại, giờ tí, giờ ngọ, giờ mẹo, giờ tí, giờ ngọ, giờ mẹo, giờ sủ, giờ mùi, vân vân. Thì sau đó người ta nhân rộng ra thì người ta lại cho là cái giờ này tốt hoặc là cái giờ kia xấu, vân vân. Chứ thực tế ra đó thì quý vị thấy rằng là những cái giờ giấc đó, là phương hướng giờ giấc gì cũng vậy, để cho chúng ta biết được, chúng ta biết được ở mặt trời mọc là hướng đông, mà mặt trời lặn là hướng tây, hoặc là chúng ta biết được là những cái giờ giấc này chia ra để cho chúng ta biết được là cái giờ nào mình ngủ, cái giờ nào mình thức, cái giờ nào mình làm việc, cái giờ nào mình sinh hoạt. Nhưng mà càng ngày chúng sanh càng hiểu sai, càng hiểu sai vào cái giờ đó là giờ tốt, cái giờ kia nó là cái giờ xấu. Đó thì nó bị cái sự mà dẫn nhập vào cái tâm của chúng sanh nó từ lâu là nó như vậy rồi. Đó, vậy thì tại sao mà chúng tôi nói ra cái điều này quý vị? Cũng như nói về cái đề tài ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta có mặt ở trên cái cuộc đời này thì đó là nếu mà nói về những cái danh từ, ngôn từ, chế định đến chi quý vị, để cho chúng ta biết được chúng ta là người như thế nào. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà nói theo cái tinh thần của Phật học hoặc là cái trí tuệ của Phật học, thì coi như là toàn bộ mà cái gì mà chúng ta gọi là chúng sanh, chúng ta gọi là con người, đàn ông hay đàn bà, nhưng mà thực chất ra đó nó chỉ là cái gì quý vị? Thực chất ra nó chỉ là danh pháp và sắc pháp. Thực chất ra nó chỉ là năm quẩn nó tập hợp lại, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Chỉ năm quẩn này nó hợp lại thành ra chúng ta mới gọi là đàn ông hoặc là đàn bà, hoặc là người ở nước này hoặc là người ở nước kia. Đó, vậy thì như lúc đầu mà chúng tôi đã nói, cái sự mà có mặt của mình ở trên thế gian này đó, là do đâu? Do đâu? Là nó do cái ở trong quá khứ nó hình thành, những cái hành động bất thiện, thiện gì đó ở trong quá khứ nó hình thành đời sống chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này. Đó, nếu mà bây giờ mà quý vị không tin như vậy đó,
thì quý vị có thể đặt ngược cái câu hỏi là, quý vị sẽ đặt lại cái câu hỏi là tại sao mà tôi sanh ở Việt Nam, tại sao mà tôi có mặt ở Việt Nam mà tại sao tôi không có mặt ở Hoa Kỳ, tại sao mà tôi có mặt ở Campuchia mà tôi không có mặt ở nước Nhật nào đó. Thì quý vị thử mình đặt câu hỏi như vậy thôi, thì mình hiểu nó sẽ có cái đáp án niệm việc. Tại vì do mình tạo cái nghiệp gì đó, do mình có cái cộng trú, mình có tạo một cái nghiệp gì đó, thành ra mình là sanh ra là cái người mà ở trong cái nước này. Do người đó người ta tạo cái nghiệp gì đó mà thành ra người ta sanh ra ở châu Âu hoặc là châu Mỹ hoặc là ở cái nước này nước kia. Thì quý vị khi mà mình đặt cái câu hỏi như vậy thì chúng ta tự nhiên là chúng ta sẽ có cái đáp án. Thì cái từ đó, thì chúng ta mới biết rằng là đối với mỗi chúng sanh có mặt ở trên cái cuộc đời này, có mặt ở trên cuộc đời này là do nghiệp nó phân chia, nó phân chia chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt, có ưu thắng và hạ liệt đó. Vậy thì nếu mà nói theo Phật học thì cái được gọi là đàn ông hay là đàn bà, con trai hay là con gái, thì nếu mà nói theo danh từ Phật học đó, thì danh pháp và sắc pháp, hoặc là nói thêm một cách khác nữa là đó là cái sự tập hợp của ngũ uẩn. Mà cái ngũ uẩn này đó là do đâu có, quý vị thấy rằng cái ngũ uẩn nó thuộc về cái quả. Nếu mà nói theo ở trong cái trường hợp mà hành mà duyên cho thức, vậy thì cái ngũ uẩn này nó thuộc về cái quả. Vậy thì cái nhân nó là ở đâu? Cái nhân nó là do vô minh, tham ái, và những cái nghiệp, những cái sự chấp thủ mà nó tạo nên cái điều này. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta nắm cái điều chính, cái điều chính là cái là do cái ái, mà cái ái này đó thì nó gồm có cái gì? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Dục ái là những cái sự mà dính mắc với cái cảnh dục, thành ra chúng ta hãy mà chúng ta dính mắc với cái cõi dục này thì chúng ta sẽ tạo ra những cái hành động, những cái nghiệp để mà nó sanh đi sanh lại ở trong cái cõi dục giới này. Quý vị nhớ cái câu chuyện tiền thân, cái câu chuyện tiền thân của ngài Rahula, La Hầu La. Ở trong quá khứ của ngài đó, là quý vị biết rằng ngài là một cái vị gia chủ, ngài là một cái vị gia chủ rất là giàu có. Thì mỗi ngày cái vị này mới để bát cúng dường cho cái vị đạo sĩ đó. Thì mỗi lần mà nhận bát cúng dường rồi đó, cái vị đạo sĩ đó thì phúc chúc mong rằng cái sự cúng dường của gia chủ gia chủ sẽ đạt được cái cơ ngơ như cái cơ ngơ của chúa rồng, cái cơ ngơ của chúa rồng. Thì quý vị biết rằng nó đó, cái vị gia chủ này mới nghĩ không biết sao mà cái ông đạo sĩ này mỗi lần mình cúng dường cho ổng thì ổng lại phúc chúc cho mình là mong sao cho cơ ngơ của gia chủ được giống như là cái cơ ngơ của chúa rồng đó. Thì lúc đó cái vị gia chủ này mới hỏi đạo sĩ sau lần nào cúng dường cho đạo sĩ xong đạo sĩ cũng chúc phúc như vậy. Thì cái vị đạo sĩ đó mới kể về cái sự an lạc của cái đời sống của một cái vị chúa rồng, một cái vị chúa long vương đó. Thì cái vị gia chủ này nghe như vậy thành ra mới cảm thấy thích, thích cái cơ ngơ, cái đời sống đó. Thành ra mỗi lần mà tạo phước thì cái vị này sẽ nguyện nguyện rằng là sẽ đạt đến cái sự an lạc giống như một cái vị chúa rồng đó. Thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này đó, thì quý vị thấy rằng sau này cái vị đó thân hoại mạng chung do cái phước báo và cái ước nguyện như vậy làm cho cái vị này sanh về cái cõi chúa rồng, cái cõi chúa rồng đó. Thành ra đó chúng tôi nói rằng là nếu mà cái sự có mặt của mình ở đây đó là do cái tham ái, cái tham ái là nó dẫn dắt. Vậy thì cái tham ái đó khi mà chia ra đó, chúng ta thấy rằng là có dục ái. Thì những ai thích với những cái cảnh dục, những ai mà thích hưởng về sắc thân vị xúc, là có nghĩa là mình thích về năm cái cảnh này nè, năm cái cảnh này nè đó. Mình thích ví dụ như là đời sống mình nó có đầy đủ,
à, đầy đủ những cái à, những cái dục lạc này, đầy đủ về tài sản, đầy đủ về danh à, danh lợi, đầy đủ về địa vị vân vân, à, thì nó sẽ sanh lại vòng vòng ở trong những cái cảnh giới này. Chúng tôi trước kia thật sự ra, quý vị biết rằng là đối với những cái vị mà học giả của châu Âu đó, người ta cũng nghiên cứu về những cái điều này, quý vị. À, người ta cũng nghiên cứu về những cái điều này, nhưng mà ở trong khi mà người ta viết á, à, thì cái danh từ của người ta à, dùng à, nó theo cái khoa học ngày hôm nay nhiều hơn. Có nghĩa là họ đi tìm hiểu, họ đi tìm hiểu bằng cái đời sống tâm linh mà có thiền định nữa. Thành ra khi mà họ nghiên cứu á, họ mới nói rằng là khi mà họ hành thiền á, nếu mà họ để tâm đến à, những cái chợ hoặc là những cái xóm làng à, nó có quán xá đồ này kia đó, thì nếu mà họ để tâm đến đó, à, thì coi như là họ thấy những cái từ trường à, những cái từ trường à, nó à, rung động à, nó mạnh hơn à, nó rung động nó mạnh hơn. Còn khi mà họ à, để tâm đến đó, à, những cái nơi mà ví dụ như nó thuộc về cái đời sống tâm linh à, một cái chỗ mà để mà người ta à, đến người ta ngồi tĩnh tâm hoặc là người ta ngồi cầu nguyện ở một cái dòng sông hoặc là một cái vườn cây hay là một cái nhà nguyện gì đó vân vân, thì khi mà người ta hướng tâm đến đó đó à, thì người ta những cái từ trường những cái hạt à, nó rong gì đó à, nó rung động nó nhẹ hơn khi mà người ta đưa tâm đến à, những cái nơi chợ hoặc là những cái nơi mà có à, bán những cái hàng quán à, bia rượu vân vân. Rồi khi mà thì cái chỗ này đó à, chúng tôi muốn nói về cái chỗ này đến chí vị à, để cho chúng ta biết rằng là hãy mà người ta nói cái điều đó đó nó đúng theo kinh điển, quý vị à, nhưng mà tại vì người ta dùng những cái danh từ theo cái khoa học à, thời nay đó, chứ thật sự ra đó thì tại sao mà có những cái sự mà người ta hướng tâm đến đó mà người ta cảm thấy cái chỗ này à, nó rung động nhiều hơn à, cái chỗ kia nó rung động ít hơn à, thì là do cái tâm của họ à, do những cái chúng sanh, quý vị thấy rằng á, những cái chúng sanh mà họ ham mê à, về những cái dục lạc, ví dụ như những cái chúng sanh mà họ ham à, dùng à, chất rượu bia thịt cá cũng như là ăn nhậu ăn chơi đồ này kia, quý vị thấy rằng á, những cái chúng sanh đó họ chết á, à, thì cái tâm của họ nó thèm thuồng à, họ thèm thuồng ra họ cứ chạy quanh chạy quẩn à, vòng vòng ngay chỗ nào mà họ thèm à, mà nó cũng đành phải nhất thiết là nó phải có cái nghiệp duyên ở trong đó, có nghĩa là nó có đầy đủ cái nghiệp của họ à, và cái sự mà thèm khát của họ, thành ra à, nó cứ vòng vòng à, nó sanh lại à, vòng vòng ngay cái chỗ đó. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái nhà à, triệu phú keo kiệt mà mình đọc ở trong kinh điển à, ông ta dặn với con mình á, là đừng bao giờ bố thí như con à, hãy đem tài sản phải ki cốp tài sản à, để dành tài sản, mà ông còn đưa ra cái thí dụ là như kiến mà tha lâu nó sẽ đầy thổ à, thành ra các con đừng có bố thí mà mình ki cốp để dành tài sản. Quý vị thấy rằng ông keo kiệt mà ông còn dạy cho người khác à, keo kiệt nữa, thành ra lúc đó ông mạng chung đó, ông sanh lại à, làm cái lò chó à, để mà giữ những cái tài sản mà hồi xưa giờ ông chôn ông cắt ở đó. Thành ra chúng tôi kể ra những cái câu chuyện này đó để chúng tôi nói rằng là đối với dục ái là có nghĩa là do mình bị à, dính mắc với các đó, thành ra mình sanh đi sanh lại ở trong cái cõi dục đó. Rồi có những người ta có cái đời sống nó cao hơn, quý vị. À, cái đời sống tinh thần họ cao hơn, họ cũng có cái sự bố thí hoặc là giữ giới hoặc là có cái sự hành thiền đồ này kia à, vân vân à, thành ra người ta à, sẽ à, có mặt ở trên cái cảnh giới nó cao hơn à, cái cõi trời dục giới cũng có, hoặc là cái cõi trời à, sắc giới à, hoặc là cái cõi trời vô sắc vân vân à, thì cũng do, nhưng mà cũng do cái sự à, mà nó còn cái tham ái. À, nó còn cái sự dính mắc với cái cuộc sống đó, với cái cõi sống đó, thành ra nó có mặt ở trên đó. Đó, thì đây là chúng tôi muốn tóm tắt à, những cái điều này á, là do cái sự mà hiện hữu à, của tất cả chúng ta ở đây à, là nó do đâu, quý vị
là do cái sự mà tham đắm, là mình bị tham nó chi phối, và vô minh là nó che đậy, rồi cái sự chấp thủ, cái sự ái, rồi vô minh, rồi cái sự chấp thủ, rồi từ đó mình mới có những cái hành động, những cái hành động thiện hoặc là bất thiện, để cho nó thực hiện cho cái sự mà tham muốn của mình. Thành ra mình có mặt ở trên cái cuộc đời này, chứ không chỉ là một cái nhân duy nhất là do cha mẹ mình sanh ra, hoặc là một cái đấng thần linh nào tạo ra mình, không có cái điều đó. Nó phải có nhiều cái duyên để mà nó hiệp trợ lại thì chúng ta mới có mặt ở trên cái cuộc đời này đó. Nếu mà chúng ta cảm thấy mà mình không tin cái điều này thì mình có thể đặt lại cái câu hỏi là tại sao mà mình có mặt ở đây mà mình không có mặt ở bên một cái quốc độ kia, hoặc là một cái quốc gia kia, thì chúng ta sẽ thấy được cái câu trả lời. Và tiếp theo nữa đó, quý vị thấy rằng là tại sao mà chúng ta không thoát khỏi, tại sao mà chúng ta không thoát khỏi cái sự khổ ở trong cái cuộc đời này, là tại vì chúng ta còn một cái sợi dây, chúng ta chưa có tháo gỡ cái sợi dây đầu tiên, cái sợi dây mà nó trói, nó buộc chúng ta, cái sợi dây đầu tiên nhất mà gọi là cái kiết sử. Vậy thì ở đây là cái kiết sử nào quý vị? Cái tà kiến, cái tà kiến kiết sử, mà nhất là nói về cái thân kiến, cái thân kiến có nghĩa là bị thấy rằng đời sống của mình chấp vào cái thân này, hoặc là chấp vào cái tâm này, mà ở trong Phật học thì gọi là thân kiến, thì quý vị thấy rằng do mình chấp vào cái thân kiến này, mình bị vướng vào cái thân kiến này, thành ra nó thành một cái sợi dây trói buộc mình, do đó gọi là kiết sử, do đó gọi là kiết sử, mà mình chấp thủ vào cái thân kiến này, thành ra chúng ta vẫn còn trôi lăn trong cái dòng sân hồi mà chúng ta không có gỡ được cái gì hết. Vậy thì ở đây đó, thân kiến có nghĩa là gì? Thân kiến có nghĩa là cái sự hiểu sai, nắm vững, tự hiểu mỗi cái, nếu mà nói cho đủ quẩn á, ta có bốn quẩn hiểu sai, thì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, dạ thức quẩn, thì có năm cái quẩn vậy mà chúng ta hiểu sai về mỗi cái quẩn như vậy đó, chúng ta có bốn cái cách hiểu sai, thành ra bốn nhân năm là 20 đó. Vậy thì mình hiểu sai á, là mình hiểu sai thế nào quý vị? Thí dụ như ở trong cái đời sống này đó, đối với những cái gì mà chúng ta thấy được, chúng ta đụng chạm được, vân vân, thì cái đó đó gọi là, mà có những người người ta nhận thấy cái sắc quẩn cũng là tự ngã của ta. Mình lúc này nói rằng mình cứ nhìn lại, lúc này tôi mập quá, lúc này tôi ốm quá, lúc hoặc là lúc này tôi đó, thì sự ra đó là do đâu quý vị? Nếu mà nói sắc quẩn là do thật hoặc là do nghiệp này, chứ không phải là đơn thuần mà chỉ mình cho rằng mình có được như vậy, mình có được như vậy đó. Thành ra có những người người ta sắc quẩn này là tự ngã của họ, hoặc là có những người đó nhận thấy cái tự ngã có ở trong nhận thấy rằng cái sắc quẩn là tự ngã của họ đó. Rồi thí dụ như là họ nhận thấy cái sắc quẩn là có ở trong tự ngã của họ nữa đó, là có nghĩa là họ nghĩ rằng là đối với cái thân này đó, nó giống như là cái vật gì mà ta theo được,
là ta cầm theo được. Có nghĩa là người, cái thân này đó nó hành động theo cái ý của mình, ngài nó sẽ hành động theo cái ý của mình. Thấy sắc quẩn trong tự ngài, ngài quẩn ở trong ngài, có nghĩa là bây giờ á, là mình muốn đi là cái thân này nó sẽ đi theo mình. Đó, nhưng mà thật sự ra đó, ngài đã, quý vị thấy rằng có những người đó, người ta muốn đi mà người ta đi đâu có được, ngài do nó thiếu một cái nhân duyên gì đó. Ngài bây giờ là tự nhiên đất nước lửa gió ở trong này nó không có điều hòa. Đó là tự nhiên cái bây giờ là mình bị thô phù hay là cứng gì đó vân vân, là nó không có đi theo ý của mình được. Đó thì lúc đó nó thiếu những cái duyên đó rồi. Đó thành ra đó, quý vị thấy rằng là coi như là mình bị vướng vào, mình bị vướng vào những cái này á, là gọi là cái thân kiến. Mà trong thân kiến đó, để mà nói cho một cách cho dễ hiểu đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ phân ra có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì những cái điều này á, mà mình được nói tại sao mà có khi quý vị thấy rằng có khi á, là chia ra ngũ quẩn, có khi chia ra là thập nhị xứ, có khi mà chia ra thập bát giới. Đó thì những cái điều này á, là chia ra đến chí vị những cái chúng sanh nào mà nhạy trí, nhạy trí thì coi như là nói về ngũ quẩn, khi mà phân tích về ngũ quẩn là chúng sanh nó hiểu rồi. Có những cái chúng sanh á, thì lúc đó Đức Phật có phải phân ra nữa, phân ra thêm thập nhị xứ, đó nhãn xứ đối chiếu với cảnh sắc, nhãn thức đối chiếu với cảnh sắc, vân vân, rồi cũng như là lỗ tai đối chiếu với âm thanh, hoặc là khi mà còn phân tích ra thập bát giới, 18 giới, có nghĩa là quý vị thấy rằng là phải phân tích ra do có con mắt, rồi là nhãn thức, rồi có cảnh sắc, rồi phải có cái sự tác ý nữa, rồi nhãn thức giới nữa, vân vân, phải phân chia ra mỏng hơn nữa thì cái chúng sanh đó mới loại bỏ được cái tà kiến rằng trong cái sự thấy của mình hoặc là trong cái sự nghe của mình. Đó, vậy thì bây giờ trở lại với vấn đề là chúng tôi đang nói đó, thì đối với cái thân kiến này đó, nó không có đơn thuần nói gì mình nói như vậy đó, nhưng mà nếu mà mình cứ xa rời Phật pháp, xa rời với chánh pháp là chúng ta bị vướng vào thân kiến liền. Có nghĩa là bây giờ quý vị thấy rằng có nhiều khi mình hiểu được cái điều này rồi, mình mới nghĩ rằng là cái sắc quẩn này đó là không có trong tự ngã của mình. Hồi trước giờ mình nghĩ rằng là hãy mà mình muốn đi là cái thân này nó đi theo mình được, hoặc là mình muốn nói là cái sự nói của mình nó sẽ hình thành đó. Nhưng mà thật sự ra do bây giờ tại sao mà mình đi được, tại vì bây giờ mình đủ nhân duyên, mình đầy đủ nhân duyên, thành ra mình đi được quý vị. Tại sao mà bây giờ mình nói lưu lót được, tại vì mình đầy đủ nhân duyên. Cũng như quý vị thấy rằng ở chùa chúng tôi vừa qua đó, có một cái vị sư đó đã qua đời rồi đó. Thì trước khi qua đời đó thì quý vị thấy rằng trước đó cái vị này nói chuyện cũng lưu lót, nhưng mà sau một thời gian tự nhiên bị một cái cục bú nó mọc ở trong càng cổ, rồi cuối cùng thì coi như là cái cục bú đó nó chặn lại, không có nói chuyện được mà cũng không có thở được, thành ra phải khoét cái lỗ ở ngoài cái càng cổ, ngay chỗ cái xương ngực, khoét cái lỗ rồi người ta mới đút cái ống, rồi mỗi lần mà muốn nói thì bịch cái ống nó lại mới nói được. Đó thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là bây giờ chúng ta nói được là do chúng ta đầy đủ nhân duyên, tứ đại nó điều hòa, rồi chúng ta còn cái sự có cái sự tác ý, nó tầm tứ vân vân, thì chúng ta thực hiện cái sự nói đó được. Khi mà nó thiếu một cái duyên gì trong đó, lúc đó chúng ta nói không được. Cũng như đi đứng cũng vậy. Thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu được Phật pháp đó, thì chúng ta sẽ xóa bỏ được cái sắc quẩn mà có ở trong cái tự ngã của mình. Đó, rồi có người thì người ta vướng vào cái gì? Người ta vướng vào, người ta nhận thấy cái tự ngã ở trong sắc quẩn. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là người ta cho rằng do nương vào cái thân này nè, người ta mới tạo ra cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp. Cũng ví như mà quý vị thấy rằng các vị mà thường có cái ví dụ á, là
ví như là có cái viên ngọc là nên là mới được đựng ở trong cái chiếc hộp đó, thì quý vị thấy rằng nhờ có cái viên ngọc đó nên chiếc hộp đó nó mới có. Thật sự ra không có, không phải vậy quý vị. Có những người quý vị thấy rằng người ta không có cái viên ngọc đó nhưng mà người ta cũng vẫn có cái hộp đó. À, có những người mình ta có cái viên ngọc đó mà không có cái hộp đó. Thành ra ở đây á, là cái do cái duyên là nó cấu thành, là nó cấu thành quý vị. Thành ra nó à, cũng như quý vị thấy rằng á, có lần đó là cái có một cái vị à, du sĩ á, à, du sĩ sắc sắc cá đó à, cũng có cái quan niệm vậy, à, cũng có cái quan niệm vậy á, thì lúc đó nó à, đi đến nói với Đức Phật á, là à, thưa tôn giả Gotama, những cái như cái người mà người ta cho rằng là à, tự ngã là sắc của người ta, à, có nghĩa là nương tựa vào sắc để mà người ta làm cái thiện sự hay là cái ác sự gì đó, đó thì lúc đó quý vị thấy rằng á, Đức Phật á, trả lời rất là ngắn. Đức Phật mới hỏi á, này du sĩ sắc chắc cá, à, ngươi có quyền gì đối với cái sắc này, à, ngươi có quyền gì mà cho rằng là cái sắc của mình nó phải như thế này hoặc là nó như thế kia. Đó thì quý vị thấy rằng du sĩ sắc chá cá đó, chỉ ngồi rụt đầu, thụt cái đầu lại mà im lặng thôi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng á, là mình không có quyền gì mà đối với cái sắc này. Bây giờ á, mình cũng đi mua những cái thuốc, những cái thức ăn, những cái thuốc uống để mà mình làm cho mình trẻ mãi, là mình trẻ mãi, mình khỏe hoài, à, mà có được đâu, mà không được quý vị. Tại vì cái sắc này á, là do đâu, à, cái sắc này là do à, nó có khi á, à, nó bị à, biến hoại bởi cái thời tiết, có khi nó bị biến hoại bởi cái vật thực, có khi nó bị biến hoại à, bởi cái tâm, à, có khi nó bị biến hoại à, bởi cái nghiệp của mình. Đó, thành ra bây giờ đó, mình không thể nào mà mình giữ nó à, bằng cái à, bằng cái, thí dụ như bây giờ quý vị có, quý vị thấy rằng có những cái hãng thuốc đồ này kia, người ta cũng quảng cáo mình uống cái thuốc này là nó à, trẻ mãi không già, hoặc là mình à, dùng cái này là cái da mặt mình nó sẽ căng riết, nó sẽ đẹp mãi mãi, vân vân. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng không có mãi mãi, à, đến một lúc nào đó thì nó cũng bung, nó cũng tróc, nó cũng hư hết, à, thì nếu mà có đó thì nó chỉ được một thời gian nào thôi, chứ không thể nào mà gọi là mãi mãi. Đó, thành ra quý vị thấy rằng do đâu mà mình không có, à, mình không có à, được cái sự an lạc, là do mình nhận thức sai về cái tự thân này. À, trước tiên là chúng tôi vừa trình bày là do mình nhận thức à, sai về cái sắc quẩn này à, của mình, thành ra đó là mình bị cái sợi dây kiết sử này nó trói buộc mình, à, nó trói buộc mình lại đó. Vậy thì như lúc đầu chúng tôi đã nói là cái thân kiến là như thế nào, có nghĩa là mình cho là có tự ngã, à, mình cho là có cái tự ngã, hoặc là mình nhận thấy là cái ở cái tự ngã nó có ở trong là cái thân này của mình, hoặc là mình nhận thấy cái ngã này nó có ở trong cái sắc của mình đó. Thành ra đó là chính vì những cái này á, mà nó sẽ làm cho mình bị vướng vào là cái thân kiến đó, đó. Vậy thì sắc quẩn mình cũng vướng vào thân kiến, rồi thọ quẩn mình cũng vướng vào thân kiến. Thọ quẩn mình vướng vào thân kiến á, là có nghĩa là như thế, vì có khi á, mình nhận thấy cái thọ quẩn này là cái tự ngã của mình, là cái thọ quẩn này là tự ngã của mình, là có nghĩa là gì, thọ có nghĩa là gì, cái cảm giác, là cái cảm giác là mà là tự ngã, cái cảm giác này là tự ngã của, là tự ngã có nghĩa là cái cảm giác này của ta, là à, có khi tôi buồn, có khi tôi vui, tôi thản nhiên, vân vân. Đó thì như đó, như vậy là mình vướng vào là cái tự ngã, cái thọ quẩn nó là cái bản ngã hay là nó là cái tự ngã của mình. Rồi có những người đó, quý vị biết rằng người ta sẽ nhận thấy cái tự ngã của mình nó có thọ quẩn nữa, à, cái tự ngã của mình nó có thọ quẩn, quý vị. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái tự ngã là
tự ngã mà có thọ quẩn. Tự ngã nó thuộc về cái gì? Cái tôi, ngà cái tôi. Vậy thì cái thọ quẩn có nghĩa là gì? Là cái sự nhận lãnh, ngà cái sự nhận lãnh. Vậy tôi có bệnh, ngà tôi có cái sự đau nhức, ngà hoặc là tôi sắp có cái sự vui thích khi mà gặp lại cái người thương, ngà gặp lại cái người thân vân vân. Hoặc là tôi bây giờ tôi tu, tôi bây giờ tôi tu cao lắm rồi, ngà bây giờ tôi tu cao lắm rồi. Tôi luôn luôn thản nhiên khi mà gặp những cái nghịch cảnh, ngà tám ngọn gió đời mà bây giờ mà nó thổi đến tôi là bây giờ là coi như là tôi tu cao lắm rồi. Tôi thản nhiên với tám ngọn gió đời, ngà đừng nói một ngọn, tám ngọn gió mà thổi vô tôi lượt tôi cũng thản nhiên luôn. Thì những quý vị thấy rằng á, hoặc là quý vị thấy có những người là sư giờ con hết rồi, con giận hết tham sân si rồi sư, ngà con giờ thầy sư biết là con có gặp mà chuyện buồn, chuyện vui, chuyện nghịch cảnh gì, hoặc là giờ đối với con là cái sự chết là nó không có nghĩa lý gì hết, con hết sợ rồi đó. Thì cái trường hợp đó gọi là nhận thấy à, tự ngã mình có cái thọ quẩn, à, tôi đó, à, cái tự ngã là à, cái tôi đó, tôi con cũng là cái tôi, à, thay vì do người ta kính, người ta nói mình bây giờ con nói với sư là con hết sợ chết, cái sự chết hay là tám ngọn gió đời mà đến với con là một cái chuyện mà thản nhiên, à, đó. Thì quý vị thấy rằng là có cái tự ngã ở trong cái à, thọ quẩn, à, hoặc là có người người ta nhận thấy cái thọ quẩn nó là cái tự ngã của mình, à, nó đi ngược lại, à, nó cứ đi vòng vòng lại trong đó, đó đó. Thành ra nhận thấy cái thọ quẩn ở trong tự ngã có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là người ta cho rằng cái sự khổ, cái sự vui, cái sự hạnh phúc gì đó nó là cái sự mà sắp đặt trước rồi. Ngà nhận thấy thọ quẩn ở trong tự ngã. Ngà thọ quẩn là cái cảm giác ngà được vui hay là bị khổ, ngà mà nó ở trong tự ngã mình là có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự được vui bị khổ đó nó có ở trong cuộc đời mình. Ngà nó có sẵn ở trong cái cuộc đời mình rồi. Nhưng mà cái điều này nó có không? Không có quý vị, à, nó không có. Hiện giờ tôi, à, hiện giờ là mình không có cái sự đau khổ hay là không có cái sự vui gì hết. Bây giờ mình đang lo mình tu tập, à, mình đang lo chánh niệm ở trong cái đề mục đó, thành ra mình không có để ý đến, à, những cái điều này. Thì nhưng mà do thí dụ như là mình bị khổ như thế nào, thí dụ như nhiều khi á, là mình đi mà cái chữ mình không có để ý, à, cũng như quý vị biết có nhiều lúc chúng tôi cũng gấp gáp, à, mình đi cái tự nhiên cái chân mình đá vô cái bàn này, à, đá vô cái ghế này. Mà lúc đó mình rất là bực, à, mình rất là bực, nhưng mà mình rất là tức, mình rất là giận, nhưng mình có làm gì được đâu, à, cái bàn đó, cái ghế đó là nó cái vật vô tri vô giác, à, tự nhiên ai biết cũng để rồi mình đá vô nó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này để làm chi, để mình cho mình biết rằng là cái sự cái đau đó, đó là cái khổ mà do cái đau đó nó đến mình đó, là do cái sự ý của mình, là cái sự vô ý của mình, chứ không phải là nó có sẵn ở trong cái thân này, nó không phải là nó có sẵn. À, hoặc là quý vị thấy rằng nhiều khi là mình tu tập mà mình có gìn giữ là những cái oai nghi, là đi đứng nằm ngồi vân vân, à, hoặc là cái lời nói vân vân, à, thì mình được khen. Rồi khi mà mình được khen vậy thì mình cảm thấy hạnh phúc, à, mình cảm thấy hạnh phúc. Thì cái sự hạnh phúc đó, đó nó đến với mình đó, là do mình có cái sự thu thúc, à, hoặc là mình có gìn giữ oai nghi tế hạnh, chứ không phải là nó có sẵn, à, nó không phải là nó có sẵn ở trong cái thân này, nó không phải là nó có sẵn ở trong cái cuộc đời của mình đó. Thành ra nhưng mà có những người đó, thì người ta nhìn nhận rằng là cái sự khổ, cái sự hạnh phúc, cái sự vui buồn gì đó là nó được sắp đặt trước rồi. Thành ra ở trong cái trường hợp đó được gọi là mình nhận thấy cái thọ quẩn này nó có ở trong tự ngã, à, thọ quẩn này nó có ở trong cái tự ngã của mình đó. Quý vị thấy rằng cũng như có chỗ á, à, có chỗ á, à, Đức Phật á, à, mới hỏi, à, mới các vị mà, à, giáo chủ ngoài đạo á, mới đi đến á, họ nói với Đức Phật á, là con thấy cái sự mà thọ khổ thọ lạc hay là không khổ không lạc á, tất cả nó đều do cái nghiệp ở trong quá khứ, à,
Có nghĩa là những cái vị du sĩ, những cái vị mà gọi là giáo chủ ngoại đạo đó, người ta đi đến, người ta nói thưa Sa môn Gotama, con thấy những cái cảm thọ lạc, cảm thọ khổ hay là bất lạc, bất và bất khổ gì đó, những cái tất cả những cái cảm giác đó đó nó đều là do nghiệp ở trong quá khứ. Quý vị biết Đức Phật á, Đức Phật hỏi là cái một à, Đức Phật hỏi là cái một, Đức Phật hỏi là các vị á, là có biết á, là ở trong quá khứ đó các vị có hiện hữu không? Có, quý vị có biết rằng ở trong quá khứ quý vị có hiện hữu không? Thì những cái giáo chủ ngoại đạo đó mới trả lời thưa Sa môn Gotama, không, không biết. Thì quý vị thấy rằng mình không biết rằng ở trong quá khứ mình có hiện hữu hay không, mà quý vị biết rằng đâu có dám trả lời mà có hiện hữu. Có hiện hữu về hỏi vậy chứ ở trong kiếp trước đó, mình sanh ở trong cái dòng tộc nào, dòng tộc Bà La Môn hay là Sát Đế Lị hay là Thương Buôn hay là Thủ Đà La đó, đâu có dám trả lời quý vị. Ở trong thời xưa quý vị thấy rằng có nhiều người người ta cũng có cái chân thật hỏi, nói đi đến nói với Sa môn Gotama là mấy cái cảm thọ đó con nghĩ là do cái nghiệp quá khứ, do tất cả là do nghiệp quá khứ hết đó. Thì Đức Phật mới hỏi vậy thì các ngươi có biết là ở trong quá khứ các ngươi có hiện hữu không? Thì những vị này thì thật sự nó không biết quý vị đó. Thì dù sao chúng tôi nghĩ ở đây nó cũng còn có cái chân thật tí xíu. Còn ở trong thời nay quý vị thấy rằng có những người là coi như là nói càn luôn, nó biết sao biết, tôi trong quá khứ tôi biết vậy vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng ngày xưa đó không vậy chứ cũng có cái sự chân thật đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói các ngươi không biết các ngươi ở trong quá khứ có hiện hữu hay là không hiện hữu, có nghĩa là có mặt hay là không có mặt, mà các ngươi dám nói là tất cả cái cảm thọ mà các ngươi đang biết, những cái cảm thọ ở trên cuộc đời này là đều do nghiệp ở trong quá khứ. Thì lúc đó Đức Phật mới giải thích cho những cái vị ngoại đạo như nè, đó có những cái cảm thọ nó là do nghiệp quá khứ nó sanh lên, rồi có những cái cảm thọ là do cái nhân ngay trong hiện tại này mà nó sanh lên, cũng như thí dụ như thời tiết nó thay đổi thì mình có cái cảm thọ quá cái trời nóng quá mà mình hơi mình ở trên lửa, trời lạnh quá đó, mà mình ngâm mình ở dưới sông Hằng đó, thì cái cảm thọ nó sanh lên đó là do mình tinh tấn thối quá, nó thái quá có nghĩa là do cái sự tu tập sai của mình mà nó sanh lên những cái cảm thọ đó. Nó thành ra đó quý vị thấy rằng trong cái nghĩa cũng gọi là cái người mà người ta nhận thấy cái thọ quẩn mà ở trong tự ngã. Thì quý vị thấy rằng là đối với cái thân kiến này đó, đối với thân kiến này thì đối với cái sắc quẩn người ta cũng nhìn nhận nó sai lầm, đối với cái thọ quẩn thì người ta cũng nhìn nhận nó sai lầm, cứ người ta cứ chấp nhận thấy thọ quẩn trong tự ngã, rồi nhận thấy rồi những cái tự ngã có trong thọ quẩn, nói chung là cái cũng bốn, cái ở trong sắc quẩn nó cũng có bốn, ở trong thọ quẩn nó cũng có bốn, rồi tưởng quẩn nó cũng có bốn. Tưởng quẩn thì quý vị thấy rằng có những người ta nhận thấy cái tưởng quẩn là tự ngã, rồi nhận thấy cái tự ngã mình có tưởng quẩn, có nghĩa là nhiều khi mình nghĩ rằng mình nhớ nhà, hoặc là mình nhớ ai đó đồ này kia đó đó, hoặc là có khi là mình nghĩ rằng là mình thường nghĩ đến mọi người, thường nghĩ đến cộng đồng vân vân. Thì mình nghĩ rằng cái tự ngã nó là cái chủ nhân của cái tưởng, cái sự mà nhớ đến của mình đó, vân vân. Thành ra đó từ đó mà nó có những cái sai lầm, thì từ những cái sai lầm này đó nó sẽ trở thành cái sợi dây trói buộc mà ở trong cái bài học này là nói về cái kiết sử đó. Sắc quẩn cũng vậy, cũng bị thân kiến nó cột, thọ quẩn nó cũng bị thân kiến này nó cột, rồi
cái tưởng quẩn cũng vậy, rồi đến cái hành quẩn cũng vậy. Đó, quý vị thấy rằng có những người nhận thấy cái hành quẩn là cái tự ngã của người ta, có nghĩa là người ta cho mình là thông minh hơn người, hoặc là có những người người ta nói thôi tôi ngu dốt lắm, tôi không có tham dự ở trong cái lớp học này đâu, vân vân. Thì ở trong những cái trường hợp đó đó thì mình nhận thấy cái hành quẩn của mình là tự ngã, hoặc là có những cái trường hợp thấy khác đó, thì mình nhận thấy cái tự ngã mình là có cái hành quẩn, có nghĩa là mình cho rằng là mình nè, tôi là cái người mà con nhà nho giáo bên Tàu nè, tôi là cái người mà thông minh, tôi là cái người mà có cái năng lực, có cái sự năng nổ, vân vân. Thì trong cái trường hợp đó là cũng là thấy cái tự ngã ở trong trong hành quẩn. Thì đối với hành quẩn thì nó cũng có bốn cái sự chấp như vậy, rồi cái thức quẩn cũng vậy, nó cũng có bốn cái sự chấp đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng là nói chung lại là gom lại là như thế nào, gom lại là coi như là bị vướng vào cái thân kiến này, thấy sai lầm ở trong ngũ quẩn, thấy sai lầm ở trong ngũ quẩn, mà những cái điều sai lầm này đó nó đều là được xếp vào, nó được xếp vào thân kiến, mà do chúng ta còn bị cái thân kiến này nên nó trở thành một cái kiết sử đó. Vậy thì quý vị thấy rằng cái người nào, cái vị nào mà tháo gỡ được cái thân kiến này, có nghĩa là mình tháo được một cái kiết sử này, một cái kiết sử này. Khi mà chúng ta tháo gỡ được một cái kiết sử này, cũng như là chúng ta tháo gỡ được tà kiến kiết sử, nhờ như vậy đó mà chúng ta giảm bớt được, nhờ như vậy mà chúng ta giảm bớt được cái sự mà sanh tử luân hồi này đó. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn ngày hôm nay đó, như thường tọa giác đẳng lúc nãy đã báo rằng là hôm nay thì chúng tôi sẽ giảng về cái đoạn 203 và 204, còn những đoạn còn lại thì Chư Tăng sẽ thảo luận. Và bây giờ thì đã gặp sư phụ Đại Siêu vào rung rồi, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ. Và như thường tọa hồi nãy nói rằng là sẽ giảng trong vòng 40-45 phút, bây giờ con thấy cũng vừa đủ rồi, thành ra con xin được dứt lời để tiếp theo cái phần là cho Chư Tăng thảo luận, nên con xin được tạm ngưng tại đây. Với cái phần phước này con xin dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, xin dâng đến quý ngài và chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui mà trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thủ cái trình đại điều phật tính và trường tòa Tuệ Siêu thấy trường tòa vào trong rung rồi, không biết là trường tòa Tuệ Siêu có nghe được không. Nếu trường tòa nghe được xin trường tòa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi trường tòa Tuệ Siêu, trường tòa có trước máy và trường tòa có nghe được không. Trường tòa pháp đăng nghe, trường tòa đăng có ở trước máy. Một lần nữa, nếu thì đó đang ở trước máy xin thì đó Hoa Kỳ cho biết. Thì đó Hấp Đăng ơi, thì đó Pháp Đăng. Ồ dạ, giờ thấy thì đó Hấp Đăng rồi. Thì đó Hấp Đăng, khi chúng ta tu tập á, thì chúng ta hay sợ những cái điều bất thiện, sợ những điều ác xấu. Nhưng mà thường tỏ có thấy rằng ngay cả những cái thảm bã, ngay cả những điều tốt đẹp mà mình có được, mà nếu mà mình bám víu nhiều quá, chấp thủ nhiều quá đó, thì đó cũng là vấn đề, có phải như vậy không? Thí dụ như một người mà vào chùa tu mà họ mặc y rất là đẹp, hay là tụng kinh rất là hay, và họ cứ giữ khư cái đó mà họ dù đi xa hơn nữa, thì rõ ràng là những điều tốt đẹp nó trở thành cái trở ngại, có đúng như vậy không? Xin cái trình ý kiến của sư tổ học đó.
Alo. Dạ con pháp đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ thỉnh tọa Thầy Siêu, thỉnh tọa Giác Đẳng, thỉnh tọa Pháp Tân, thỉnh tọa Minh Hạnh. Để Đức Phật tính, để Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào các bạn cô tu nữ thân trợ Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thỉnh tọa đó thì chúng ta vẫn thấy rằng bất thiện với trợ thiện cũng được, mà thiện trợ thiện cũng được, mà thiện trợ bất thiện cũng được. Bởi khi mà chúng ta có cái tâm thiện đó, nhưng mà chúng ta từ cao từ đại đó, thì nó lại đó là trợ cho cái tâm bất thiện. Cũng như một người mà tu cái hạnh đầu đà đi, nhưng mà mình nghĩ rằng mình tu cái hạnh đầu đà, chư tăng không có tu như vậy, là mình là cao nhất, mình là tốt nhất, mình là hay nhất, thì cái đó là thiện mà trợ bất thiện. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy có thiện trợ thiện. Nếu mà mình tu tập như vậy rồi, nhưng mà mình cũng suy nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để tu tập để đắc thiền, để đắc đạo quả. Nhưng mà rồi cũng có những cái người mà họ tạo được chút công đức, tạo được bố thí cúng dường dân y, hay là làm những cái thiện nghiệp công đức, nhưng mà họ ỷ lại, họ cho họ là người như vậy là Phật tử tốt nhất trong nhóm Phật tử rồi, thì cái điều đó cũng trở thành bất thiện quý vị. Nó cũng trở thành bất thiện. Nên trong cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân á, thì có nói rằng dù mình có học thuộc bài kinh, hay mình học thuộc tam tạng kinh điển, hay là mình pháp sư, hay là thiền sư, hay là luật sư, hay là tu tất cả những hạnh đầu đà, hay là chứng thiền, nhưng mà khi mình khởi lên cái ý khen mình chê người đó, thì đều là bất thiện hết, đều là phi chân nhân hết. Như vậy rõ ràng Đức Phật ngày vẫn nói chúng ta biết rằng cái sự tu tập của chúng ta đó, chúng ta cứ cố gắng tu tập để mong rằng ngày nào mình rũ bỏ được phiền não. Như vậy thì đúng, tại vì cái phương pháp mà Đức Phật thuyết giảng dạy cho mình tu đó để bỏ phiền não. Nếu mình suy nghĩ như vậy là đúng. Còn nếu ngược lại mình suy nghĩ mình tu tập nhiều, mình hành thiền nhiều, mình đi kinh hành nhiều, mình thuyết pháp nhiều, hay là mình học thuộc kinh nhiều, mình thông minh nhiều, thì điều đó nó cũng đều là cái sự ảnh hưởng, đều là cái sự ảnh hưởng đến cái con đường tu tập, nó gây ra cái sự trở ngại, nó sanh ra cái sự khen mình chê người, nó không có phù hợp với cái bậc chân nhân. Như vậy thì ở trong cái lời giảng Đức Phật á, thì cho đến mình có tu tập mà quý vị mình thấy mình tu tập trong 10 cái ấn chứng của thiền định, nó là những cái phiền não có thiền quán đó. Ví dụ mình tu mà có ánh sáng, có hào quang đi, hay là tự nhiên mình thông minh, tự nhiên mình chánh niệm, tự nhiên mình có định tâm, tự nhiên mình có cái trí tuệ, có hào quang, hoặc là thấy được chư thiên đi. Nhưng mà nếu mình khởi lên cái tâm đó, mà cái tâm mà còn phân biệt đó, thì nó đều là cái sự trở ngại hết. Cái sự phân biệt mà mình hơn người khác, cái sự phân biệt mình bây giờ vậy là số 1 này kia đó, thì cái điều đó nó là cái sự trở ngại. Sự trở ngại thì chúng ta cũng giống như chúng ta nghe ngài Lúc Thá lúc nói với ngài Sariputta về tôi thấy cả ngàn thế giới đó, biết thiên nhãn thuần tịnh đó, nhưng mà cái tâm tôi chưa được giải thoát đó, thì ngài Sariputta nói, ngài nói cái đó là cái sự kiêu mạn đó, rồi cái sự hối quá đó. Cái kiêu mạn là mình thấy được cả ngàn thế giới như vậy, nên khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thấy rằng cho đúng, cho dù mình có thấy được chư thiên, mới thấy ma quỷ đi, thì cái đó là một cái khả năng do cái tâm định, do cái thần năng lại. Nếu mà chúng ta mất cái đó thì nó cũng không có. Lúc trước chúng ta không có, bây giờ chúng ta có là do cái năng lực của định tâm, năng lực của cái thiền thiền thông nó mang lại như vậy thôi. Chứ còn khi mà mình mất cái đó rồi thì nó cũng không có thấy, vì lúc trước mình cũng không có thấy được những vấn đề đó. Thì đây là những cái điều mà Đức Phật ngày dạy để chúng ta luôn luôn đó, thấy đó, chúng ta cần phải nỗ lực đi lên, chứ không phải gì được một chút đó rồi nó giữ chân chúng ta lại. Cũng như thường thường quý vị thấy một cái người mà họ nỗ lực, họ làm giàu, thì họ kiên trì họ làm cho đến lúc mà cuối cùng của họ. Còn nếu một người mà họ tự mãn về cái tài sản của họ đó, thì họ nghĩ rằng như vậy là họ là người thành đạt rồi, họ tự mãn như vậy thì họ không có thể nào tích góp cái tài sản được. Thì cũng như người tích góp phước vậy đó,
để giác ngộ giải thoát đó, thì mình cứ cố làm thiện. Mình biết rằng cái thiện pháp nó có cái nhân vô si là trí tuệ, nó tập trung vô minh. Mình cố gắng mình thực hiện cái thiện pháp để mình chấm dứt luân hồi, thì mình suy nghĩ như vậy là đúng. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1, con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa, nếu cái gì này cần nói thêm thì tỉnh thượng tọa. Sao chúng cái chuyện chuyện tòa pháp đăng mà chuyện tòa tự siêu, chuyện tòa có ở trước máy và chuyện tòa có nghe được không? Nếu chuyện tòa tự siêu có trước máy, xin chuyện tòa hoan hỷ cho biết. Mà chuyện tòa tự siêu, chúng ta thấy rằng nói về cái sự chấp thủ, sự dính mắc á, thì có nhiều khi mình chấp thủ cái gì đó đơn thuần là vì nó đẹp, nó khả ái, khả hỷ, khả lạc. Nhưng mà có những trường hợp mình chấp thủ nó không hẳn điều đó đồ đẹp, nhưng mà vì cái đó là của mình, cái đó là ta, là của ta, tình cảm của ta, thì theo thì tôi suy nghĩ đó, là đối với hai cái chấp, một cái chấp đi với ngã chấp, một cái chấp đi tại vì chỉ là dục ái thôi đó, thì cái phương cách tháo gỡ, cái phương cách mà tháo gỡ khỏi sự dính mắc nó có khác nhau hay không, hay là cách nào thì nó cũng vậy thôi, xin cái thêm thưa tôi. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Cả ba cái pháp gọi là tanh hà ái, mana mạng và đi thị kiến, ba cái pháp này được gọi là papancha, tức là pháp hệ lụy. Thì tất nhiên nếu mà ái bình thường thì ái đó nó ly tà, không tương tật kiến, và nó cũng không có mạng, tức là không có cái sự tự mãn, tự hào. Thì nếu mà ái ly tà, một là không có mạng, hai là có mạng. Chữ mạng chúng ta nói ở đây là cái sự kiến, cái sự hãnh diện. Thì nội hai cái đó cũng đã khác nhau rồi. Còn nói chi là ái mà nó đi đôi với tận kiến, trong cái tham tương ưng, trong tâm tham tương ưng, đến khi người ta xâm vô tầng ở tương tận kiến, thì cái ái mà tương tận kiến là một cái thái độ khác. Thí dụ như trường hợp một bậc tu đầu quần thì vị đó còn ái còn mạng, nhưng mà vị đó
không còn ái tà kiến. Nói đến điểm đó để cho thầy biết phân biệt được khác nhau rồi đó, thì chúng ta mới bàn đến cái vấn đề về cái cách tháo gỡ. Ở đây như chúng ta đã biết rằng kiến chấp chẳng hạn như là chấp thủ, dục lạc gọi là thủ, chấp thủ đời sống tái sanh gọi là, nếu mà chấp thủ thường kiến hay là đoạn kiến thì cái đó gọi là kiến thủ. Còn chấp thủ theo cái bản ngã đối với ngũ uẩn thì như vậy gọi là ngã chấp thủ. Và nếu như sự chấp thủ theo cái hình thức, cái nghi thức vô ích, nghi thức tu tập vô ích như là 35 pháp khổ hạnh, thì như vậy đó chỉ gọi là giới cấp thủ. Thì khi mà chúng ta hiểu được rằng đối với hành giả tu đạt đến cái thành quả nào đó trong thiền định, nếu vì đó có sự dính mắc như dính mắc đối với phỉ lạc, hoặc là dính mắc đối với sự yên tĩnh mà mình đạt được, thì cái dính mắc đó là nhẹ. Mặc dù cái dính mắc đó nó trở ngại cho vị hành giả đạt đến niết bàn, cũng giống như khúc gỗ mà trôi nước mà bị mắc cạn vậy, dướng vào cái mạng mình á. Thì cái này chúng ta tháo gỡ thì cũng dễ thôi. Chúng ta nói như vậy không phải là chúng ta nói gì nó dễ dàng hết tất cả, nhưng mà nói như vậy thì nó sẽ dễ hơn cái tháo gỡ tà kiến. Bởi vì mặc dù cũng là sự dính mắc, nhưng mà vì cái sự dính mắc nó tương ứng với mạng, thì cái sự dính mắc đó nó không phải là nó đi ngược lại với chánh tri kiến. Đó là cái sự khác biệt, cái sự khác nhau giữa hai cái sự dính mắc, dính mắc phỉ lạc ở trong thiền, dính mắc mình cảm thấy yên tĩnh, so với sự
dính mắc đối với tôi, ta, ngũ. Đối với ngũ quẩn, sắc quẩn là ta, thành sắc quẩn, trong sắc quẩn là ta, trong ta có sắc quẩn. Thì cái sự dính mắc đó nó nặng nề. Và cả hai trường hợp chúng ta phải tháo gỡ. Kính thưa quý vị, hôm nay chiều trưa này chúng tôi cùng với chúng tôi dẫn chư tăng đi đến để viếng tang đức cố hòa thượng Tỉnh Giác tại chùa Giác Quan. Chúng tôi về tới đây là 8 giờ tối, đến nỗi không kịp để mà dẫn nhập nữa. Cho nên bây giờ chúng tôi rất là mệt. Nhưng mà vì nghĩ rằng là hôm nay bài học tổng lược về kinh tiểu kinh Phương Quảng, cho nên chúng tôi mới vào để xem coi chư tăng có khác với giảng sư hay không. Và được thấy có Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, rồi Đức Phật Tích là vị giả sư mà hiện tại cũng đang có mặt. Cho nên chúng tôi chỉ tham dự trả lời một câu hỏi thôi, còn lại xin chư tăng quan hỷ giúp chúng cho. Nam mô Bổn Thầy. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, lẽ ra thì Thánh Thượng Tọa đi nghỉ, nhưng mà có câu này muốn hỏi Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa trả lời ngắn thì cũng được. Là thông thường thì chúng ta hay nói rằng là cái thường kiến nó coi vậy mà nó không có nặng như đoạn kiến. Thường kiến như núi Tu Di thì nó cũng không có hại bằng đoạn kiến mà hụt cải. Nhưng mà có nhiều người nói là thường kiến là nó không có đáng ngại, nhưng mà cái ngã chấp, như chấp ngã, đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta, vân vân. Thì thường thường nó là nằm ở trong cái đoạn, nó nằm ở trong cái thường kiến. Mà cái chấp ngã đó nó lại là một, cái ngã chấp nó là một cái lớn chứ không phải nhỏ. Thì như vậy thì còn thể ý kiến được là tại sao nó thường kiến không có nặng mà trong khi đó là ngã chấp lại nặng không? Cái tỉnh thường đó quan nghị trở lại một chút. Rồi sau đó sẽ ngờ đi nghỉ. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta chỉ nói hai cái trường hợp thôi, tức là thường kiến và đoạn kiến. Nếu mà chúng ta đặt vấn đề là chấp đoạn kiến nặng hơn chấp thường kiến, nặng là nặng cái gì? Nặng về quả di thục của cái nghiệp tà kiến, hay là chúng ta nặng về cái tâm bị đè bẹp, không có chứng đắc? Ở đây giữa thường kiến và đoạn kiến á, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không nên dùng cái tiếng gọi là nặng và nhẹ. Tà kiến nào nó cũng là nguy hiểm,
trong mấy bài kinh gương hành giả Đức Phật là có dạy ta nói cảnh giới địa ngục và súc sanh là hai cảnh giới dành cho người có tà kiến, nói chung chung vậy. Nhưng ở đây trong cái câu nói rằng nên chấp hữu như tu di mà chấp vô như thứ tử, tu di ở đây là núi tu di, là ám chỉ cho cái sự lớn lao. Cho nên giữa cái thường kiến và đoạn kiến, chúng ta nên dùng cái từ gọi là nguy hiểm và không nguy hiểm. Quả thật vậy, chấp thường kiến, thà chấp thường kiến ít nguy hiểm hơn là chấp đoạn kiến. Chấp đoạn kiến là không có tin đời này, không tin đời sau, không tin có các loài hóa sanh. Không tin có cha, không tin có mẹ, không tin có các bậc tu hành chứng được đạo quả, vân vân. Thì chính do cái đoạn kiến đó mà con người trở nên hung ác. Đời sống của họ là đời sống khô khan về lý trí, họ khô khan về đạo đức, bởi vì họ không tin gì cả, sống theo chủ nghĩa vô thần. Thì vậy cái người đó được gọi là cái người nguy hiểm hơn là cái người chấp thường kiến. Cái người chấp thường kiến ít nguy hiểm là bởi vì một là họ chấp theo cái linh hồn mà chúng ta gọi là ngã chấp thủ đối với ngũ uẩn. Hoặc là người có tin rằng có một vị thượng đế, một đấng sáng tạo chủ đã sáng tạo nên muôn loài trong thế gian này, hoặc là một người tin rằng là hiện tại cảm thọ khổ không phải là do có nhân gì hết, đúng không? Thì như vậy chúng ta cần phải hiểu là giữa cái thường kiến và đoạn kiến. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái trường hợp ngã chấp ở trong ngũ uẩn. Ngã chấp trong ngũ uẩn
cũng được xem như là một hình thức thường kiến. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, cái hình thức đó vẫn xem như là ít nguy hiểm hơn là chấp cái đoạn kiến. Một người do họ quá yêu tự ngã, cho nên họ hành động. Có đôi khi họ hành động tốt để nâng cao cái giá trị của mình, hoặc là để cho người ta thấy mình đẹp hơn. Cái đó nó còn ít nguy hiểm hơn là cái người chấp đoạn kiến. Đức Phật này cũng có thí dụ về một con voi. Của vua khi mà lâm trận, nếu mà nó còn giữ được cái ngà hay là lỗ tai không để cho bị thương tích, thì nếu mà nó còn giữ, nó còn muốn bảo vệ cái thân này, thì như vậy khi nó sống chủ trở nên hung dữ. Còn một người mà họ còn có cái sự kiêu mạn hay là còn chấp ngã là tôi, là của tôi, ngã của tôi, thì người đó cũng không đến nỗi làm ác. Trong khi đó thì người đoạn kiến họ làm ác, họ không có biết đến. Thế cho nên trường hợp này gọi là thường kiến, ít nguy hiểm hơn là đoạn kiến. Chúng tôi chia sẻ với quý vị về xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Sa thú kính thưa thượng tọa tự siêu, đây thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Thượng tọa pháp thân hay thượng tọa pháp thân có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thân nghe được, xin thỉnh thượng tọa có nghỉ trả lời cho câu thảo luận số 3 và số 4. Thưa Pháp Tân, trong bài kinh ngày hôm nay đó, nếu chúng ta đọc kinh Phương Quảng đó, thì chúng ta sẽ thấy có bốn đoạn nói về cảm thọ, và cũng như rất nhiều bài kinh khác, kể cả trong Pháp Tứ Niệm Xứ cũng có thọ quán niệm xứ nữa, thì người ta có câu nói ngoài đời, họ nói rằng mình sống mình nên để ý đến cái cảm giác của người khác. Nhưng mà người tu á, là phải chăng là người nên để ý đến cái cảm giác hay là cảm thọ của chính mình? Thì tôi có nghĩ như vậy không? Xin cái trình ý kiến của tôi hợp tác.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, và Pháp Đăng, và Minh Hạnh, để được Phật tính, để được tự trì cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thầm chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Ở đời thì người ta thường sống chung với ai hoặc là người ta giao tiếp với ai thì thường là mình nói đến cái là mình có cái tinh tế biết được cái cảm giác của người khác. Có nghĩa là mình biết coi cái khuynh hướng, cái vui, cái buồn, hay là họ thích thú như thế nào, hay là như thế nào trong cái suy nghĩ, trong cái tình cảm tâm tư của một người nào đó. Thì khi mà mình biết được cái cảm giác người người nào đó thì tôi nghĩ rằng cái đó nó là một trong những cái điểm mà để cho người ta giao tiếp và dễ chia sẻ hơn ở trong cái sự giao tiếp đó. Thì thật sự ra thì mỗi người chúng ta đó, tôi nghĩ rằng đều có cái cảm giác nhau, cảm giác khác nhau, tùy theo mỗi cái trường hợp, rồi tùy theo cái nhận thức của mỗi người. Đối với một cái người tu, đặc biệt là cái người tu mà trong Phật giáo, hay là cái người tu ở trong gọi là tu thiền ở trong Phật giáo, thì cái điều mà mình ghi nhận cái cảm thọ của mình thì con nghĩ rằng cái điều đó nó hết sức lành thiết. Bởi vì sao? Dù gì đi nữa thì chúng ta thấy rằng trong cái đời sống hàng ngày đó thì có lẽ là chúng ta có nhiều cái cảm thọ đang xen với nhau, khác nhau hết. Có lúc chúng ta vui, có lúc chúng ta buồn, có lúc chúng ta thích thú, có lúc chúng ta chán ghét, có khi thì chúng ta lại có những cái trạng thái bình thản, không có chán ghét hay là chúng ta không có thích thú. Thì những cái cảm thọ nó đang xen thay đổi với nhau, đó là một trong những cái diễn biến ở trong nội tâm của một cái người bình thường, cái người phàm phu người bình thường thôi. Thì ở đây đó thì con nghĩ rằng cái việc mà mình dòm ngó, mình nhìn để biết được cái cảm giác của người khác, để mà mình có những cái ứng xử thích ứng với người đó như thế nào đó, thì cái đó là trên phương diện xã hội, giao tiếp để rồi có cái sự gắn bó với nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất với một cái người tu là nhìn về chính mình, nhìn về chính mình. Trong đó có nhiều cái, tức là nhìn về các cái cảm thọ, hay nhìn về tâm của mình. Thì giờ ở đây đó con nghĩ rằng cái cảm thọ mà liên quan đến thân, hay là cảm thọ liên quan đến tâm, thì cái thân của mình khi mà căng tiếp xúc với trần cảnh thì thật sự cái người tu của chúng ta không phải là chúng ta không thấy, không che mắt lại không thấy, che tai lại không thấy, không nghe, che mũi lại không ngửi, che lưỡi lại không nếm, không rồi che không thân, không xúc chạm, không phải. Mà là cái điều mà mình ghi nhận cái cảm thọ đó, như là ở trong bốn cái phạm trù mà niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó, thì ghi nhận về các cái cảm thọ ở nội tâm nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì một khi mà mình có được cái sự ghi nhận đó đó thì mình biết được cái cảm thọ ở nội tâm của mình nó đang ra sao, nó đang thích thú, ưa thích, hay là nó đang bị chán ghét, hay là khó chịu, hay là bình thản với những cái cảnh đó. Thì những cái điều đó đó chúng ta thấy rằng
Nếu chúng ta có cái sự ghi nhận như vậy đó, biết rõ như vậy đó, thì cái tâm mà nếu chúng ta ghi nhận được, biết rõ được cái tâm của mình nó đang sân, đang khó chịu, thì nếu mà mình nhận ra, trực nhận ra là cái tâm của mình đang đang khó chịu nè, đang cảm thọ khó chịu nè, đang bực bội khó chịu nè, thì con nghĩ rằng ngay cái lúc đó đó cũng chú nghĩa là mình nhìn được cái tâm của mình, thấy được cái tâm của mình, trực nhận được cái tâm của mình ngay lúc đó, thì có nghĩa là cái tâm của mình nó có thể ngăn chặn được cái sự chịu đó. Bởi vì có những cảnh mà ở hiện tại mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, thì đó là những cái cảnh liên quan đến với các căn của mình. Nhưng mà có những cái cảnh nó thuộc về ở thuộc nội tâm, cảnh pháp. Rồi khi mà tâm chúng ta suy tư, suy nghĩ một cái điều gì đó, thật sự ra thì cái điều mà chúng ta trực nhận, ghi nhận được như vậy đó, nó cũng có một cái khéo tác ý ở trong đó. Một cái điều gì mà chúng ta không khéo tác ý, trong kinh nó gọi là không khéo tác ý, thì làm cho cái pháp bất thiện, ngay cả các cái cảm thọ đó, nó sanh khởi lên, thì mình cũng không trực nhận ra được, không trực nhận là tâm của mình đang khó chịu với cái cảnh đó, hay là cái tâm của mình thích thú với cái cảnh đó. Cho nên ở đây con nghĩ rằng nếu mà mình trực nhận được, mình thấy được cái tâm này nó đang đang sân nè, hay cái tâm này nó đang tham nè, thì ngay lập tức cái tâm của mình nó sẽ dừng lại những cái cảm thọ, khi mà tâm của mình nó sinh ra những cái sự cảm thọ. Chúng ta thấy rằng liên quan đến thân là thọ khổ, liên quan đến thân là thọ lạc, liên quan đến thân, đến tâm của chúng ta là thọ ưu hay là thọ hỷ, hoặc là thọ xả. Thì cái điều đó đó, chúng ta thấy rằng nếu mà cái cảnh gì mà nó làm cho chúng ta thích thú, và chúng ta đắm nhiễm ở trong đó các cái cảm thọ, ví dụ như mà bây giờ mình nhìn mắt mình nhìn vào cái cảnh sắc, mình thấy gì đó nó quá trời, nó quá gì hấp dẫn, hay nó quá hư hút, thì làm cho cái tâm của mình suy nghĩ đến những điều đó, và mình muốn nhìn hoài, hay không muốn bỏ ra, hay là thậm chí rồi đôi ba ngày mình vẫn nhớ lại những cái cảnh đó, hay hoặc là nghe cái âm thanh khen ngợi, ca ngợi gì đó, thì mình lại nhớ lại những cái cảnh âm thanh đó, rồi mình lại thích thú nghe người ta khen ngợi, nghe người ta ca tụng mình đó, thì mình cảm thấy là thích thú. Thì cái đó nó là một trong những cái phiền não ở nội tâm nó sanh khởi. Cho nên đó là quan trọng, là con nghĩ rằng trong các cái đề mục tu tập của một vị hành giả, thì trong đó con nghĩ rằng có một người mà ghi nhận được các cái cảm thọ, thì điều đó rất là quan trọng. Dạ. Bởi vì trong mỗi khắc, trong mỗi thời khắc ngắn nhất mà mình được sự ghi nhận, biết rõ cái tâm của mình ra sao, thì có nghĩa là mình một phần nào đó mình đã điều chỉnh được cái tâm của mình, không bị cuốn lôi ở trong cái gọi là sân tầm, hay là cuốn lôi ở trong cái dục tầm, hay hoặc là cuốn lôi ở trong cái hại tầm. Vậy thì cái người mà mình có nhìn ở bên ngoài, giống như trong kinh nói rằng mình có thắng trận ở bên ngoài đó, trăm trận trăm thắng đó, thì cái thắng đó nó không có vẻ vang bằng so với lại cái mình thắng chính mình, thắng chính mình. Mà cái người thắng chính mình tức là mình biết được cái tâm của mình. Cái điều mà mình nói chuyện gì đó nó xảy ra, một khi nó đã lỡ làng, một khi nó đã có một cái điều gì rồi, thì chúng ta nhìn nhận thì nó đã rồi rồi. Còn nếu như một người có cái sự trực nhận, ghi nhận được các cái cảm thọ của mình, thì con nghĩ rằng đó chính là một trong những cái cách tu, và cũng là cái cách điều chỉnh cái nội tâm của mình qua thông qua các cái cảm thọ đó.
Cho nên cái cảm thọ ở đây đó thì nó luôn luôn diễn ra trong đời sống hàng ngày của mình. Và cái quan trọng là mình có chánh niệm tỉnh giác ở trong cái sự ghi nhận đó. Nếu như chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta thường thường là bị miên man, bị lôi kéo cuốn hút ở trong các cái cảm thọ đó liên quan đến dục tư duy, hoặc là hận tư duy, hoặc là hại tư duy. Thì cái tâm của mình nó nuôi dưỡng hoài những cái đó, những cái dục tư duy bất thiện, những cái tư duy bất thiện đó, thì nó không tốt, nó không tốt. Nhưng mà có một người có cái sự ghi nhận qua các cái cảm thọ thì có nghĩa là họ trực nhận, nhìn được cái tâm của mình. Khi mà mình nhìn được đó thì có nghĩa là mình ngăn được cái gì, cái vần trớn của chiếc xe mà nó đang lao xuống dốc. Khi mà mình ngăn chặn được như vậy, đó là một trong những cái tài tình, cái tốt nhất ở trong cái đời sống tu tập của mình. Con nghĩ rằng là cái cách điều phục tâm ở trong nhiều cái phương diện tu tập, trong đó có cái sự ghi nhận ở các cái cảm thọ. Để con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Có điều chi chưa đủ thì con tỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sao thủ cái trường Thượng Tọa Pháp Tình, Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, Sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 5. Sư Nguyên Thông, đa số chúng ta trong cuộc sống của người Phật tử hay sống ở chùa, hãy bên làm cái gì tốt là được rồi. Bố thí thì giới cung kính phục vụ làm gì tốt là được. Nhưng mà đặt một câu hỏi rằng, nếu mà mình tu tập á, thì mình có cần nhận rõ rằng đây là giới, đây là định, đây là tuệ không? Giống như là bình thường mình đọc sách thì gặp sách là đọc thôi. Nhưng mà khi mình đi học, mình có cái trình tự nào không? Mà mình phải biết là mình đang ở trong cái trình độ nào, phải đọc sách nào, phải làm gì học sinh, thì ý kiến của sinh viên đó. Xin hỏi Sư Minh Thông có nghe và có cảm biết được không? Nếu Sư Minh Thông đang ở trên máy, Sư Minh Thông có thể được. Dạ, xin Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghĩa rằng con đường mà tu hành của chúng ta thì cái vấn đề ngũ giới hay là giới là quan trọng bậc nhất. Là nếu mà không có tròn ngũ giới thì chúng ta không làm được điều gì cả. Khi mà học thì chúng ta nghe Đức Phật giảng giảng dạy rằng tất cả chúng sanh được sanh về làm người cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, và tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Do đó, kính thưa sư phụ, giới là cái cốt lõi của cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và có giới thì chúng ta mới làm được những cái việc gì đó. Là vì có tròn ngũ giới thì chúng ta mới thấy được rõ tu hành. Vì vậy cho nên cái người tu hành phải biết đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Giới là coi như là cái mực thước, cái trí tuệ của chúng ta. Còn định là cái sự chú tâm, mà cái sự tập trung tư tưởng của chúng ta về cái gì đó. Và tuệ là cái trí sáng suốt, biết đây là thiện và biết đây là ác. Và cái người tu hành thì luôn luôn hành thiện và bỏ ra cái điều ác, và thanh lọc cái tâm của chúng ta.
Bởi vì vậy, kính thưa sư phụ, cái câu mà chư Phật ba đời giảng dạy chúng ta là chư ác mạt tác, là không làm điều ác, chúng thiện phụng hành là tất cả điều thiện, thì theo đó mà làm và tự tịnh kỳ ý và thanh lập thân tâm của chúng ta. Bởi vì vậy cho nên cái câu trả lời số 5 thì con thấy là rất là quan trọng, là chúng ta phải hiểu giới, biết giới và phải sống theo giới. Một người sống theo giới thì có nhiều tự do. Tự do trong giới luật là một cái hạnh phúc của chúng ta. Là chúng ta sống trong cái giới luật thì chúng ta không phải là mình nói là muốn làm gì làm, không phải là vậy. Nhưng mà cái muốn làm gì làm thì trong làm cái gì đó, nó trong cái giới, thì đó là cái sự an ổn, cái hạnh phúc của những người tu hành. Vì vậy cho nên, kính thưa sư phụ, giới luật thì rất quan trọng, và cái định luật thì nó cũng không kém phần quan trọng, bởi vì có cái định luật thì mới có cái giới, và có cái tuệ lực thì mới biết đâu là thiện và đâu là giả ác. Cho nên giới định tuệ là có thể nói là cốt lõi cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa sư phụ, đó là những sự suy nghĩ của con, và con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm và làm sáng tỏ thêm cái câu thảo luận số 5 này mà con rất là tâm đắc. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, là con hồi nãy con đã nói xong rồi, không biết rồi. Dạ, con hồi nãy con nói xong là giới là cái cốt lõi cái giáo pháp, là vì không có giới thì không làm được gì cả. Đức Phật gì đã giảng dạy là chúng sanh sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Vì vậy cho nên giới là cái cốt lõi của cái giáo pháp, và trong đó thì có cái định. Bởi vì không có định thì cái tâm của chúng ta loạn, và nhất là cái tuệ giác, là cái wisdom hay là cái panya của chúng ta, thì phải có cái tuệ giác đó thì chúng ta mới biết đâu là thiện và đâu là ác. Cho nên giới định tuệ là cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và câu hỏi số 5 này thì con thấy là đó là cái điều mà con rất là tâm đắc. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đầy đủ. Con thỉnh mời sư phụ, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng thưa nghe. Chúng tôi xin hỏi quý vị có nghe được không hả? Không biết quý vị có nghe được không? Dạ. Chúng tôi không biết tại sao đường truyền nãy giờ. Chúng tôi biết là Sư Minh Thục đã nói xong rồi, nhưng mà khi chúng ta cầm mic lên lại nghe Sư Minh Thục nói chuyện tiếp tục. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đọc trở lại bài kinh gọi là tiểu kinh Phương Quảng. Ở trong bài kinh này ghi lại cuộc tham vấn giữa một vị thánh cư sĩ A-na-hàm, tức là Thiện Nam Visakha, và một vị thánh ni A-la-hán là thánh ni Thamadina. Cả hai vị này đều có sở đắc và sở chứng hết. Nên chi thưa quý vị, những gì mà cả hai ngài đàm luận ở tại đây, nó không đơn thuần là việc lý thuyết như trong cách chúng ta suy diễn hàng ngày, mà ở tại đây đó là chính là
một cái hành trình tu tập. Ở trong hành trình tu tập này được hỏi về cái nhận thức bản thân của mình như thế nào, không bị vướng vấp, không bị kẹt. Chúng ta rất là dễ bị vướng vấp về cái tôi, cái ta, cái thân kiến. Rồi bên cạnh đó chúng ta lại được nghe nói về Bát Thánh Đạo và giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Rồi được nghe về một điểm rất là quan trọng là trong cái quá trình tu tập, nghe hỏi về thân hành, khẩu hành và ý hành. Thì cái khẩu hành được xem như là biến mất trước chức, tức là khi mà nó khẩu hành là tầm tứ. Khi mà chúng ta tu tập thì ban đầu vào sơ thiền thì có đủ tầm tứ ý lạc định, nhưng mà lên tới qua khỏi tam thiền thì qua khỏi cái duy thiền tới tam thiền rồi đó, thì tầm tứ lại biến mất, tức là khẩu hành được vắng lặng. Rồi tới tứ thiền là không, là vượt qua hơi thở. Rồi tới nhưng mà vẫn chưa vượt qua được thọ tưởng định, vượt qua khỏi thọ tưởng, tức là ý hành phải đạt đến trạng thái thọ tưởng định. Đây là một bài học rất là quan trọng. Và thưa quý vị, bên cạnh sự nhận thức bằng cái sự thể nghiệm bản thân, còn nhấn mạnh đến việc yếu tố trên phương diện tâm giải thoát ấy, thì đạt đến việc thọ tưởng định là một yếu tố rất là cao rồi. Nhưng mà trên phương diện tuệ giải thoát ấy, tuệ giải thoát ấy, thì lại đề cập đến một cái sự vượt khỏi tất cả cái đối đại, và tức là đắc chứng niết bàn. Khi mà hỏi rằng khổ lấy gì làm đối đãi, nó là lạc thọ. Rồi như là thọ, xả thọ lấy gì đối đãi, nó là vô minh. Hay là minh lấy gì làm đối đãi, nó là giải thoát. Giải thoát lấy gì đối đãi, đó là niết bàn. Nhưng mà hỏi niết bàn lấy gì đối đãi thì niết bàn không có là đi quá xa, và không nên hỏi như vậy. Tại vì niết bàn không phải pháp đối đãi. Thì thưa quý vị, bài kinh này rất là lợi lạc nếu chúng ta ngồi chúng ta suy nghiệm lại. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi. Chúng ta xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chân chư tăng đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.